Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vào vâng hôm nay ngày 8 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thầy Hiền Lành tiếp tục làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng. Và trong video clip này, chúng tôi cập nhật các cái mẫu mã mới nhất. Chúng tôi cũng tư vấn cho quý khách hàng được biết về các cái kích thước của sản phẩm cũng như về mẫu mã đây là đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Niệm, anh tại Hương Yên. Anh đã đặt hàng online chúng tôi trong cái thời gian vừa qua. Rồi mai xong mộc chúng tôi có quay lại video clip một lượt. Chúng tôi sẽ quay chi tiết từ Hoành Phi tới câu đối để cho quý khách hàng trên toàn quốc được biết. Và video này chúng tôi cũng giới thiệu luôn kích thước của bức sản phẩm. Đó là dài 1m97, chiều rộng 67 và ván dài 3 phân, chưa kể phần chắp ghép nổi bên trên. 3 phần là 3 phần liền tấm ở phía dưới phần nền, còn phần chấp ghép bên trên nó lên tới uh, trên 7 phần. Và các cái cánh hoa, các cái con chim mai điểu đã được những người uh, nghệ nhân chúng tôi thi công, đục chạm thủ công bằng tay, sắc nét tới từng chi tiết nhỏ nhất, y như là các cái chú chim thật đang bay trên bầu trời. Và phía dưới bức cuốn thư này chúng tôi có chạm đó là hồ phu Trông rất là dữ thì quý vị biết Chúng tôi đục rất là có hồn So với các cái hàng trôi nổi trên thị trường Và các cái mẫu mã này chúng tôi làm đúng kích thước Đó là 1m97 rộng 67 Nhiều khách hàng có phòng thờ nhỏ Nhưng muốn làm các cái mẫu đẹp như thế này và yêu cầu đục kinh bong thì chúng tôi không làm được là vì nếu như thu lại thì nó sẽ rất là xấu Kích thước chuẩn của nó là phải là 1m97 Rộng 67 Để cho tất cả quý khách hàng được tham khảo Nếu kích thước nhỏ quá Mà vẫn muốn làm mẫu này Thì cơ sở cũng tư vấn là chúng ta nên làm cái mẫu lồng cuốn thư Liền tấm dày 3 phân Mẫu mà chúng tôi bán chạy nhất năm 2020 Quý vị có thể xem thêm Mẫu này Chúng tôi làm đúng với kích thước đó là 1m97 chiều rộng 67 Thì nó với cân đối với sản phẩm Toàn bộ khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân Bản rộng là 10 phân Hai bên chúng tôi chạm uh, hai chiếc đầu long hóa Tức là cây long hóa mai và bên trên là bức cuốn thư chúng tôi chạm hai chú chim điểu và ba chữ ba chữ nho chúng tôi chạm đó là đức lưu quang có phụ đề tiếng Việt trên nền gấm. Trong video trước tôi đã giới thiệu bộ của anh Hưng, anh tại Hải Hậu. Thì quý khách có thể tham khảo nếu như mẫu nhỏ chúng ta nên làm theo mẫu đó. Còn nếu dài thì chúng ta làm theo mẫu này. Quý khách nhớ đăng ký kênh để cập nhật được các cái mẫu mã mới nhất mà cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lành đưa lên. Và bây giờ chúng ta cùng xem tiếp đến phần câu đối. Thì trên mình các bạn đang xem đây là câu đối với phải chúng tôi chạm mà bên trên là dây rơi ngậm đồng tiền mà phía dưới đầu dưới chúng tôi chạm lãng hoa quả đào bên trong à, cô đối chúng tôi à, chạm các cái viền đó là các cái cây tứ quý bốn mùa tùng cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông và trong cùng là chúng tôi chạm các chữ hán nôm đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh đối với phía trái đó là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh và ý nghĩa của bộ câu đối này chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều hôm nay chúng tôi vẫn nhắc lại để cho quý khách có thể xem được ý nói là tổ tiên của chúng ta mà có nhiều công đức thì là muôn đời được thịnh vượng và đối với vế là con cháu mà có hiếu có thảo thì muôn đời được hưởng vinh hoa phú quý mà do tổ tiên ông cha đã để lại rất nhiều các cái phúc về sau này đó là bộ đối của câu cô có câu đối và ý nghĩa thì ba chữ đức lưu quang ở bức quân thư ý nói là tổ tiên những người có công đức thì luôn 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 tỏa sáng và lưu truyền mãi về sau này mà bên bên này là câu đối phía trái chúng tôi bên trên chạm mà đầu rơi ngậm đồng tiền và có các cái giải dây tiền ở phía dưới quý vị hình dung giống như con dây rơi đang kéo cả một chiếc câu đối lên. Toàn bộ các cái viền này là chúng tôi bo cong. Khác với phần câu đối phẳng, chạm rơi rơi và nghe. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để có thể theo dõi được các cái video clip mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Câu đối này toàn bộ có phụ đề tiếng Việt và nền là chặt gớm chữ thập. Khác với các cái bản nền trơn không phụ đề Quý khách lưu ý, quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút xem hết các cái video của chúng tôi. Quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về trực tiếp tại cơ sở. Đôi cô đối này là dài 1m97, rộng 28 và dài 4 phân. Khác với đôi cô đối của anh Hưng ở Hải Hậu dài 1m77, rộng 28. Mà đây là toàn cảnh bộ hoành phi cô đối chúng tôi làm cho gia đình anh Niệm, anh ở Hưng Yên với kích thước dài thì chúng ta nên chọn mẫu hành phi này còn nếu với kích thước ngắn chúng ta nên làm mẫu hành phi theo với gia đình của anh Hưng cũng như là cái mẫu lồng cuốn thư mà chúng tôi đang để ở phía dưới đây để cho quý khách dễ hình dung hơn và các cái bản chữ nho chúng ta có thể thay đổi được như là tổ tông công đức chúng ta có thể thay thành đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh và bên tử hiếu chúng ta có thể thay đó là phúc ấm nhi tôn bách thế vinh có rất nhiều bản chữ cho quý vị tham khảo quý vị hãy vào trực tiếp tại địa chỉ kênh youtube đồ gỗ hiền Lanh để xem thêm bức hoành phi này là chúng tôi đục tay thủ công kênh bông và với kích thước đạt chuẩn của nó là phải là 1m97 chúng tôi mới thi công được Còn nếu như ngắn lại thì trông nó rất xấu chúng tôi cũng không làm. đồ gỗ hiện nay cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi các cái video clip của chúng tôi. quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ đồ thờ online. quý khách có thắc mắc quý khách hãy bình luận ở phía dưới video hoặc liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 3349 hoặc 0985226684 Chúng tôi là người La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Lý Yên, tỉnh Nam Định. Video đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6, đồ gỗ hiền lành. Quý khách hãy liên hệ qua hai số thì chúng ta sẽ tư vấn và báo giá trực tiếp cho quý vị. Và hẹn gặp lại.